Yo, what's up, Chudula, aka Hồng Hai Tiền, I love my country, welcome to Cần Thơ City, yeah. Cần Thơ, quê hương yêu quý nơi tao được sinh ra, cảnh đẹp danh lam thắng cảnh nơi đây tất cả đều là những tinh hoa lịch sử anh hùng quê tao thì đều được kể đến bằng thơ. Những chiến tích chiến công oanh liệt đó lưu trữ tại bảo tàng Cần Thơ để tao giới thiệu ẩm thực. Nếu như mày là người khoái ăn thì mày nên ngay và luôn đi thẳng vào trong chờ nổi cái răng. Ở đây thì có bánh cống với bánh tâm bì mày ăn là nhớ ngoài, cũng như đặc sản nem nướng cái răng mày ăn một lần là nhớ hoài. Mày muốn ăn món dân dã mà chẳng tốn kém bao nhiêu thì có cá lóc nướng chui, còn không thì ăn ốc nướng tiêu. Mùi tiêu bay lên thơm nồng, còn vị ốc thì nó cay cay, còn với chiên rượu sau tia thốt nốt thì mày chắc chắn sẽ say. Ngay đã gọi là món dân dã thì ngồi dưới đất chứ đừng ngồi vàng ăn. Mày đã ghé thăm thốt nốt thì nhớ ghé thăm luôn vườn cò bằng lăng cánh cò bay lá thiên nhiên hoang dã mình mong đồng lớn và bao la, chỉ ở Cần Thơ mới có chứ chẳng thấy tìm đâu ra. Dẫn mày đến nơi tiếp theo thì mày cần có chút thành ý, vì đây chính là di sản văn hóa quê tao tăng gia đình Bình Thủy. Mày bước chân vào trong đình cầu nguyện các vị thiên tinh, cũng như ông bà của tao một năm hai lần từng hạ dân hương lên trên cúng đình. Để tao dắt mày về Cần Thơ nơi mà tao được sinh ra, để tao dắt mày về Cần Thơ cho mày thấy những tinh hoa. Để tao dắt mày về Cần Thơ nơi mà tao được sinh ra, để tao dắt mày về Cần Thơ cho mày thấy những tinh hoa. Để tao dắt mày về Cần Thơ cho mày thấy những tinh hoa. Người dân quê tao chất phát nồng nhiệt đón khách ở phương xa, bánh tét lá cảnh thơm ngon lạ lẫm nhờ vào cách chưng bánh. Mày muốn ăn được bánh ngon thì mày ra ngay chợ Xuân Khánh. Muốn biết về sự phát triển giữa hai thế kỷ của đất miền Tây thì vào nhà cổ Bình Thủy mày sẽ học thêm được những điều hay. Mày ra được Võ Văn Kiệt thì sẽ thấy những cánh diều quay, trải dài là những hàng quán mang đậm phong cách của đất miền Tây. Còn bây giờ tao đưa mày vô làng hoa Bà Bộ ở đất Cần Thơ, như đưa mày vào cái xứ sở thần tiên mà mày cũng chẳng cần mơ. Những cánh hoa tươi thơm ngát nở ra trong nét thì mị, cũng như cái nét duyên dáng của mấy em gái trong tuổi xuân thị. Đậu mắm quê tao mày ăn ngon quá, mày cũng đừng có đủ ra. Còn thêm một loại lâu nữa đó là đặc sản lâu vẫn vùng xa. Chợ đêm Tây Đô với chợ Cần Thơ lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc. Người dân quê tao giản dị lắm, chỉ cần bình yên và hạnh phúc. Chắc mày cũng biết cây cầu Cần Thơ bắc qua bên dòng sông Hậu, hy sinh hơn 200 sinh mạng hoàn thành cách đây không lâu. Nếu như mày có qua cầu thì mày nên thành tâm cầu nguyện, cầu cho những linh hồn ấy được siêu thoát về nơi xứ thiên. Cần Thơ có bến Ninh Kiều tưởng bạc vĩ đại có cầu tình yêu, Cần Thơ có bến Ninh Kiều trai tài gái sắc là điều hiển nhiên. Mày đừng có nghĩ cái đất Cần Thơ quê tao nên đây không có biển, bãi tắm ở đất Cần Thơ không khác gì bãi biển Hà Tiên. Những cô em gái ở đây mày bước chân xuống mày chỉ muốn nhìn, mày sẽ nghe tiếng sông nước cũng giống như tiếng của lòng uống mình. Còn nói về sân vận động nơi đây đua xe không hề sai trái, là nơi thể hiện bản lĩnh nâng cấp chuyên nghiệp của các tay này. Mùng 4 hàng năm nơi đây đều mở giải thưởng dành cho tổ lái, là ngày anh em của các tỉnh thành tụ họp về đây tranh tài. Cần Thơ thì không phân biệt mày nghèo khó hay mày giàu sang, khi ra trời là phải chơi tới, tụi mày có bánh tụi tao cũng gán. Để tụi dắt mày về Cần Thơ nơi mà tao được sinh ra, để tụi dắt mày về Cần Thơ cho mày thấy những tinh hoa. Để tụi dắt, để tụi dắt, để tụi dắt, để tụi dắt, để tụi dắt mày về Cần Thơ cho mày thấy những tinh hoa. Để tao dắt mày về Cần Thơ cho mày thấy những tinh hoa. Người dân quê tao chất phát nồng nhiệt đón khách ở phương xa. Con số âm thực đặc sản như heo quay bánh hỏi không điện, bánh xèo vị ngon tuyệt đỉnh thì hỏi làm sao mà mày không ghiền. Nếu như mày quá mệt mỏi và mày cần một chút tĩnh tâm, chùa Ông hay chùa Nam Nhã là cái nơi mày cần đến thăm. Không gian yên tĩnh, phong cảnh hữu tình thì có thiên viện Trúc Lâm, là nơi tốt nhất để mày có thể chút bỏ đi mọi thăng trầm. Mày thích du lịch sinh thái thì để tao chỉ mày một địa danh, nằm ngay ở huyện Phong Điền đó chính là khu du lịch Mỹ Khánh. Ẩm thực cây trái hoa quả, cảnh đẹp như trong tranh, rồi mày sẽ được thưởng thức món ngon cùng với thiên nhiên trong lành. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời đất thiên nhiên ban tặng, tinh hoa khắp bốn bề. Ruộng đồng mình mong bắt ngát, phương tự cây trái xuân xuê. Đậm chất bản sắc dân tộc, đậm cả tình người tình quê. Nếu như nghĩ tao khoác lác, cứ về Cần Thơ cho biết. Quê hương của tao rộng lớn thì làm sao tao kể cho xiết. Tao biết tiếng thơm về đất Cần Thơ quê tao mai sau còn vang mãi, giống như dòng máu yêu quê thật thiết trong con người tao còn đang chảy. Nếu như nghĩ tao khoác lác, cứ về Cần Thơ cho biết. Quê hương của tao rộng lớn thì làm sao tao kể cho xiết. Tao biết tiếng thơm về đất Cần Thơ quê tao mai sau còn vang mãi, giống như dòng máu yêu quê thật thiết trong con người tao còn đang chảy.